Đây là quang cảnh sau khi đã được cắt. Và sau khi mấy anh đó hội họp với nhau thì phần đó anh không chịu cắt nữa. Cũng may là nhà mình được cái khúc này. Đến khi mà mùa đông tới, chuẩn bị tới là mình có thể quay được tuyết nó rơi, với lại tuyết nó đóng băng với cái hồ. May ghê luôn đó, anh đó anh. Mình chậm chút xíu nữa càng tốt, mà anh nhanh chút xíu nữa chắc mình không có cái cảnh này đâu. Trống trải, đẹp đẽ, nhìn sạch sẽ, thấy được cái hồ. Nó người ta thổi hết lá đi rồi thì nhìn nó sạch hơn. Đây, thấy được hồ nước. Cũng may là mình được phần này á. Ok, vậy là cái video này mình kết thúc cái video này ở đây nha.